Là giao diện trợ giúp thì chúng ta biết là hiện nay thì phần mềm mới chỉ là phiên bản tiếng Anh, nhưng mà cái cách thể hiện thì cũng rất là rõ. Chúng ta có thể xem mà đã là một nhân vật phần mềm thì mình nghĩ là 75% chúng ta cũng đã hiểu được cái nội dung tiếng Anh rồi, thì mình xin được lướt qua thêm. Mình sẽ đến cái chức năng tiếp theo, đó là mã hóa encryption. Đó là ở cái phần đầu tiên chúng ta thấy, đó là phần encrypt. Phần thứ hai đó là cài đặt setting, và phần thứ ba đó là lock nhật ký, và phần thứ tư đó là trợ giúp. Thì chúng ta để ý rằng ở bất cứ mục nào cũng vậy, cũng đều có setting, lock, hit, lặp đi lặp lại. Cái đó là giúp chúng ta thực hiện nhanh cái thao tác của chúng ta hơn. Nó không như những phần mềm khác thì nó chỉ nằm ở phần about hay là cái phần setting cụ thể nào đó, thì đây có thể lặp đi lặp lại trong quá trình ở các tab, tab 1, tab 2, tab 3, giúp chúng ta linh hoạt hơn trong những cái tình huống chúng ta cần phải làm. Và cái phần extra này chúng ta lưu ý một điều, đó là gì? Hiện nay cũng xin là nói một khuyết điểm là nó hơi bị giới hạn ở cái phần thư mục. Chúng ta chỉ có thể mã hóa thư mục. Trong một cái thư mục đó, nếu ví dụ như bạn có một tập tin nằm ở ngoài chat, ở ngoài thân root, thì chúng ta còn chưa để mã hóa. Những cái phần mã hóa chúng ta phải đưa nó vào phần thư mục, vì nó cũng là hơi là giới hạn. Và tùy vào cái phần cài đặt thì chúng ta là chúng ta cài đặt là phần mã hóa như thế nào. Và mình xin tiếp theo, đó là cái giao diện mã hóa. Cũng như nãy bên bạn VS Zoom nói là chúng ta làm việc gì cũng có cái yêu cầu nhập mật mã, thì ở đây cũng vậy. Lần đầu tiên thì sẽ là xuất hiện hai hộp thoại. Hộp thoại nhất là yêu cầu lần nhập mật khẩu lần đầu tiên. Cái phần thứ hai đó là xác nhận. Và do mình đã làm qua bước đó rồi, bước này là do chúng ta thực hiện enter code, nhập cái mã mà chúng ta mã hóa. Để sau khi muốn mà xem được cái tập tin đó thì chúng ta chỉ thực hiện quá trình giải mã thôi, thì chúng ta sẽ làm được những cái hành động chúng ta muốn. Nhìn ở cái trên màn hình thì chúng ta thấy là cái cách quản lý tập tin thì nó cũng tương tự như những cái phần mềm khác như Explore, thì cũng cách duyệt thì nó cũng y như vậy thôi. Thì nó cũng liệt kê thư mục root là sẽ là 3 chấm và đến các thư mục con. Thì cái cách nhìn thì nó và cái cách quản lý thì nó cũng tương tự. Sau khi chúng ta đã chọn một file mà chúng ta xin lỗi một thư mục mà chúng ta mã hóa thì cái ngữ cảnh nó sẽ xuất hiện, đó là decrypt và information, thay cho cái chữ ban đầu đó là encrypt và setting. Nó mất một cái hàng formation. Cái hàng đầu tiên thì chúng ta đã biết đó là giải hủy cái mã hóa dữ liệu. Cái hàng thứ hai là thông tin. Cái thông tin này là gì? Cái thông tin này là chứa được những cái tập tin mà chúng ta đã mã hóa rồi. Chúng ta mã hóa những tập tin nào, những cái thư mục nào, nó sẽ nằm tất cả các thông tin nó nằm trong cái information để chúng ta quản lý, chúng ta biết là chúng ta đã làm được những cái thư mục nào rồi. Và có một cái hay là cái chỗ khi mà chúng ta sử dụng một trình duyệt, sẽ là một cái phần quản lý file nào đó, thì chúng ta thấy là khi chúng ta mở một cái, chúng ta thấy được một cái file đã bị mã hóa nhưng chúng ta không thể mở được, và chương trình KPK sẽ ra một thông báo là yêu cầu chúng ta nhập mã code. Chỉ khi nào chúng ta nhập được mã code thì chúng ta mới thực hiện những cái lệnh chúng ta muốn. Và một cái phần tiếp theo đó là giao diện setting cài đặt. Thì chúng ta thấy là đây là khóa quyền truy cập lock accept. Chúng ta có thể cài đặt ở đây là chọn là no delay hay là 1 phút, 5 phút. Thì bài thuyết trình em tới đây là hết.